Anh Tilo, anh trúng số thì anh cũng phải chia cho con anh vài tỷ chứ, để con mình nó có tương lai anh. Số gì? Số gì đây nuôi con gì? Thôi đi, em thấy rồi, cái bức hình mà anh trúng đâu mấy chục tỷ nè, đó đấy chưa, em thấy rồi. Trúng gì? Trúng số, trúng nào? Thôi, anh đừng có giấu nữa mà, mệt quá ai cũng biết trơn. Tilo ơi, mày trúng số rồi, ai cũng biết hết trơn nguyên shop nè. Cái gì vậy? Mày khỏi giấu, thấy không? Bây giờ mày thành tỷ phú rồi. Ê, mày đừng giả bộ mày nói mày chơi chiêu chủ tịch giả nghèo và cái kết nha. Bây giờ làm tỷ phú rồi, mình từ thiện tích đức đi cha. Đúng rồi, anh phải nuôi mẹ con em đi chứ. Anh không nhớ hả? Hồi đó anh nói là hả anh sẽ nuôi hai mẹ con em mà. Trời ơi, cái hình này là người giống người với tôi trúng số nào? Tôi với mấy người là chia tay nhau 3 năm rồi. Con ở đâu mà đem lại tự nhiên cho tôi nuôi là sao? Mày không nuôi cũng được. Không, mãi mãi mày làm từ thiện cho tao đi. Tao là tao không có xin tiền. Tao chỉ xin căn nhà ba tấm thôi. Mày cũng biết hoàn cảnh của tao mà đi luôn. Nhà tao thì dột, nước thì ngập, tao chạy xe ôm vậy, tiền đâu mà xây căn nhà ba tấm với tí luôn. Đúng rồi á, là mẹ đơn thân cũng khổ lắm chứ bộ. Gọi ba đi con, rồi ba cho con vài tỷ nha. Thôi nè, hai người về đi. Trong này là hình người giống người chứ làm gì tôi chúng, không có tiền đâu cho. Còn cô nữa, bầu bì gì đó mà mình xèo nè, có nè. Cô lừa đảo tôi đúng không? Cho dù bây giờ hả có con hay không con gì đi nữa thì anh cũng phải cho em vài tỷ đi chứ. Người ta nói nha, trúng số mà không có làm từ thiện đi á là hả không có sống lâu đâu. Đúng vậy, thấy không? Mày làm như vậy á mày sẽ gặp quả báo, mày gặp đại hạn đó con. Thôi đi về hết, tôi không có trúng số trúng ơ gì hết trơn, mà có trúng đi nữa tôi cũng không bao giờ mà cho tiền hai người đâu. Suốt ngày đi chùa quẻo người ta. Đi về hết giùm tôi cái. Nè, tôi nể tình tôi với anh hả là ngày xưa yêu nhau cho nên là tôi mới tới đây chứ hả anh thái độ hống hách như vậy tệ bạc tôi không cần nữa. Tôi đi đi. Nè, tao cũng nói cho mày biết luôn ha, tao nể là tao là hàng xóm của mày cho nên tao mới qua đây thôi chứ tao không có cần ba cái đồng tiền của mày. Trời, bởi vậy tao nói hả, vật chất quyết định lòng người, mày thay đổi đi Tilo. Over, tao về. Tao đi đây, đủ người tệ bạc. Sáng sớm gặp gì đâu không. Đi đâu? Tao báo cho mày một tin vui. Vui gì? Mày biết tao hay đi học Photoshop đúng không? Ừ. Mày nhớ bữa hổm không? Tao nhờ mày đứng mày chụp hình selfie. Ừ. Xong cái tao lấy cái tấm đó tao ghép vô cái tấm khác, cái đó thành ra cái sản phẩm này. Ê, cái tao đem đi nộp cho ông thầy mày, ông chấm tao 10 điểm 10 điểm mà. Thì ra là mày ha. Dạ. Ừ, cái thằng này. Ai? Ai? Cái gì vậy? Sáng giờ. Sáng giờ mày. Trời ơi, trời ơi, trời. Rồi. Cảm ơn mày nhiều nha. Gì 50? 500. Cái gì? Chứ gì nữa. Mày giờ đại gia rồi, 500 là còn ít đó. Mày nói tiếng nữa tao nhân đôi à. Đấy. Mày nha. Nè, tiền bên nè. Trả lên cho tao. Over. Mày chứ. Cảm ơn. Ê! Trời đất ơi, thiệt cái tình. Dạ, tôi xin lỗi. Bà biết cái hộp bánh này nó mắc lắm không? 400 ngàn lận đó. Nó mà hư một cái, bà lấy đâu ra mà tiền mà đền cho người ta, hả? Dạ, xin lỗi. Mà sao mua xong rồi không đi về đi, rồi xớ rớ sàn ràng hoài vậy? Dạ, xin lỗi. Vô cao đi. Vô cao đi. Vô cao. Ừ. Cảm ơn ha. Cái này miễn phí đúng không? Ừ, thì bên tiệm gao của tôi thì vẫn là miễn phí cho ai cần. Mấy người thấy mấy người cần không có tiền thì tôi cho miễn phí. Ừ. Ủa, hộp bánh này nhiêu à?
999 ngàn. Ủa gì kỳ vậy? Hồi nãy mới nghe đứng ngoài kia nghe là 400 hả? Nãy là nào? Nãy khác, giờ khác. Biết cái này là giờ là mùa bánh trung thu khan hiếm lắm không? Đâu có dễ mà đi kiếm được cái bánh này đâu. Mà anh giàu vậy anh mua cái bánh 999 ngàn nó mới hợp với anh. Rồi sao? Có mua không? Không. Trời ơi, ai thèm. Bán gì chặt chém vừa phải thôi chứ. Thôi làm như chứ mình nên mấy người bán ở đây đi chỗ khác mua. Alo, ba hả? Mày đi qua chỗ tao rồi tao mày đi kiếm mua mấy cái bánh trung thu chỗ nào bán đúng giá coi. Ok. Trời ớt ơi, có 999 ngàn mà cũng keo nữa. Mới trúng số hả, cả chục tỷ mà keo như cái gì. Hello. Hết. Hết không còn chỗ nào bán chưa. Cái mày nghĩ sao mày đi mua mà mua ngày cuối. Chết rồi. 2 triệu. Cái gì? Mới đây mà lên 2 triệu rồi. Đúng rồi, có không giữ. Quay đi là lên giá. Mày mua không? Mày mua tao mua. Mua. Ê, giờ tao lên giá 2 triệu mốt. Ê kìa. Đưa đây. Vậy khách đây đã lên giá là 2 triệu mốt cái hộp bánh này. 2 triệu mốt lần 1, 2 triệu mốt lần 2. Vậy cho hỏi anh Tilo đây có còn muốn cái hộp bánh này nữa không ạ? Ủa, là sao? Là tao là gì? Là hả, nó cố tình nó đẩy giá lên hả, nó làm khó dễ mày đó. 2 triệu mốt lần... Khoan. 2 triệu 2. 2 triệu rưỡi. Ê, hộp bánh mà mày mua 2 triệu rưỡi, mày có bị tửng không? Mày mua không? Mày mua tao mua á. 2 triệu rưỡi lần 1, 2 triệu rưỡi lần 2, 2 triệu rưỡi lần... Khoan. Tôi mua. Tao chơi khô máu với mày luôn. 2 triệu rưỡi lẻ 1.000 đồng. Lần này mày lên nữa đi là tao nhường hộp bánh cho mày luôn. Thua. 2.500.000 lần 3. Vậy là hộp bánh này đã thuộc về Tilo. Dạ, con gửi bánh bà. Cảm ơn con nhiều nha. Mà sao con biết nhà bà mà con tới vậy? Trời, bà quan tâm mấy cái chuyện đó làm cái gì? Bây giờ là Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên. Mà mình có bánh rồi nè, mình có trà rồi. Bà chỉ cần là thưởng thức thôi. Quý quá. Đi vô. À, đưa bà đi vô. Đó, đây, đó. Đó, đưa đây. Nè, đó, tụi bay thấy Tilo nó rất là tốt bụng ha. Mà tụi bay hả đi chặt chém nó, trong khi hả nhà cửa nó hả nó có khá giả hơn gì hơn ai đâu, mà hả nó vẫn chơi đấu giá với hết mình với tụi bay. Trời ơi, tụi bay để lương tâm ở đâu vậy? Em xin lỗi anh Tilo, em sẽ trả tiền lại cho anh, em bán cho anh cái giá lúc ban đầu nha. Với lại mọi chuyện tại mấy bà nè. Gì vậy? Ai biểu lãm hình giống quá chi tao tưởng thiệt. Mày với lại trong chuyện này tao không có lỗi. Để chuộc lỗi. Trả lại tiền xe nè. Thôi không gì đâu. Tụi bay hiểu chuyện là được rồi. Bữa nay tối mấy đứa rảnh thì ở lại ăn bánh trung thu với bà đi. Bà ở nhà có mình buồn lắm. Vậy thôi mình phá khỏi luôn đi bà. Mình chơi đốt đèn trung thu. Yeah. À, mày lớn hết rồi đó. Nhưng mà bữa nay trung thu phá cổ. Phá cổ. Ê, ta cả. 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 Ê, ta